10 năm qua, Hà Nội đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của quận Hà Đông và cũng 10 năm ấy đã in dấu những bước tiến vượt bậc của một doanh nghiệp tọa lạc tại chính vùng đất này. Công ty cổ phần EKF Việt Nam được thành lập vào năm 2010, tự hào là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Adler tại thị trường trong nước. Trải qua 10 năm hoạt động, Adler luôn là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối phụ kiện cửa kính. Công ty hiện có hơn 150 đại lý trên khắp các tỉnh thành cả nước với hơn 20.000 người thợ lắp đặt chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng sản phẩm Adler. Trong 5 năm đầu thành lập, công ty tăng trưởng khoảng 25%. Sang giai đoạn 5 năm tiếp theo, mức độ tăng trưởng của Adler đã lên đến 35%. Kính thưa quý khách hàng, đại diện ban lãnh đạo công ty tôi xin chia sẻ với cả quý khách định hướng phát triển của Adler trong thời gian tới. Với chiến lược phát triển ở tại Việt Nam thì chúng tôi cố gắng trong vòng 3 năm nữa Adler sẽ phủ khắp 63 tỉnh thành. Về kế hoạch sản phẩm, chúng tôi không ngừng cải tiến và nâng cao, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất, luôn luôn đổi mới và cải tiến sản phẩm, đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng đúng thị hiếu thị trường. Đối với khách hàng và đối tác, chúng tôi luôn đặt mục tiêu hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chiến lược dài hạn của Adler, chúng tôi sẽ phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu về thị trường trong lĩnh vực phụ kiện của ngành cửa. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và tận tâm, Adler luôn chú trọng đào tạo, tôn trọng lợi ích của mỗi cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để từng thành viên được sáng tạo và bứt phá, không ngừng phát triển bản thân để tăng hiệu quả công việc. Tất cả sản phẩm bản lề, kẹp kính, tay co cửa kính của Adler đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Cộng hòa Liên bang Đức, tạo nên uy tín hàng đầu trong thị trường phụ kiện cửa kính tại Việt Nam. Adler là thương hiệu tôi tin tưởng và đồng hành trong suốt nhiều năm qua. Sự hợp tác của hai bên thì việc đầu tiên nó sẽ phải đảm bảo quyền lợi của cả đôi bên. Thì hiện bây giờ thì những chính sách của Adler đang đáp ứng được quyền lợi của doanh nghiệp phân phối cũng như của nhà sản xuất. Cái hàng hóa của Adler là được chúng tôi chuyển đi các đại lý nhỏ ở các tỉnh đều được có uy tín, chất lượng cao, được nhiều người đánh giá là chất lượng này thì là rất lâu dài cho cái sản phẩm. Phụ kiện cửa kính Adler là sự lựa chọn hàng đầu của các công trình 5 sao, các dự án căn hộ biệt thự với hàng triệu người dân Việt Nam đã và đang tin dùng cho công trình của mình. Không chỉ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Adler luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn bộ nhân viên. Hàng năm, công ty tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, du lịch, team building, giao lưu thể thao giúp tăng cường tinh thần đoàn kết trong gia đình Adler để mỗi thành viên đều hạnh phúc dưới mái nhà chung. Bên cạnh đó, Adler tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì một cộng đồng ngày càng phát triển. Chúng tôi chân thành cảm ơn các đối tác, đại lý, khách hàng đã đồng hành cùng Adler trong 10 năm quý giá vừa qua. Sự tin tưởng của quý vị đã góp phần tạo nên thành công của Adler ngày hôm nay. Kính mong quý vị luôn giữ vững niềm tin, hợp tác lâu dài cùng Adler trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Với chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Adler Group khát vọng tiên phong trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, ghi dấu vị thế và uy tín trên bản đồ kinh tế thế giới. Adler, 10 năm kết nối vẻ đẹp những công trình.